Tham quan thấy sự khổ của mọi người hồi xưa như thế nào? Đang đau mới bác sĩ đến. Dạ. Nhưng khổ đau như vậy cũng vì cái miệng mà ra thôi đúng không bà? Đúng rồi. Tất cả vì cái miệng mới khổ đau như vậy thôi. Do nè, ăn uống nè. Ăn nè, phải uống nè, phải nằm lớn nè. Dạ. Ăn nhiều chuyện nè, đủ thứ, cả cái miệng là chết. Dạ. Do cái miệng ăn. Cái miệng nó làm cho ăn tham, ăn ngon. Ủa xong rồi hả cô? Thằng qua bên kia ra xe đi nữa. Dạ hả cô? Đi theo. Khổ đau từ đâu mà ra, thưa quý vị, cô bác? Từ cái miệng mà ra.